Tưởng bắp ngô thối định vứt cho trâu ăn, người đàn ông không ngờ hàng chục người đánh ô tô tới đòi mua bằng tiền triệu. Loại nấm này không chỉ có hương vị rất ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Ngoài ra, nó còn được sử dụng như một loại thuốc để bổ khí an thần, giải độc, giúp ngủ ngon. Những món đặc sản tại mỗi nước là thứ tạo nên bản sắc văn hóa riêng biệt mà người dân của họ rất đổi tự hào. Chẳng hạn như ở Ý có món phô mát dòi, ở Peru có chuột lang nướng, hay như ở Mexico, người dân lại cực kỳ mê món bắp ngô mọc nấm. Vụ mùa mọc nấm mốc chắc chắn chẳng phải là điều mà người nông dân mong muốn. Nhưng tại Mexico, người dân hễ thấy bắp ngô nhà mình mọc ra nấm lởm chởm đen xì như thế này thì lại họ reo vui mừng như bắt được vàng. Vì sao thế nhỉ? Những bắp ngô mọc nấm được dân địa phương gọi là Huitzilopochtli. Nấm ký sinh Huitzilopochtli xâm nhập và phát triển bên trong khiến cho các hạt ngô biến mất. Thay vào đó là những cục bướu màu đen xám lồi lõm trông khá là kinh dị. Gần đây, trên thị trường nông thôn Đài Loan, một quầy hàng chuyên bán bắp ngô trông giống như bị hư thối với các mảng nấm mốc bao quanh, nhưng mọi người đều đổ xô đi mua. Thực ra, đây là một loại nấm mọc trên bắp ngô có thể ăn được. Ngoài ra, hương vị của nó cũng rất hấp dẫn nên mọi người đều muốn được một lần nếm thử. Loại nấm này có tên gọi là Huitzilopochtli, thường mọc trên các bắp ngô khi có điều kiện phù hợp. Hương vị của nó được đánh giá là ngon hơn so với các loại nấm thông thường khác. Thoạt nhìn, những hạt bắp ngô này trông không hề đẹp mắt. Chúng thường có kích thước lớn hơn rất nhiều so với hạt ngô. Lõi bên trong màu đen và lớp vỏ hơi mịn màu trắng xám bên ngoài. Loại nấm này không chỉ có hương vị rất ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Ngoài ra, nó còn được sử dụng như một loại thuốc để bổ khí an thần, giải độc, giúp ngủ ngon, v.v. Loại nấm Huitzilopochtli này rất nổi tiếng ở Mexico. Họ xem nó như một món ăn đặc sản và thường ăn kèm trong thực đơn trong bữa sáng. Khi chế biến, người Mexico thường cho thêm tỏi và ớt để làm dịu đi mùi đất ngày ngái và tăng thêm hương vị đậm đà đặc trưng của nó. Ngoài ra, bạn cũng có thể nấu những hạt mốc này cùng với cá và thịt gà hay với bất cứ nguyên liệu yêu thích nào. Bởi đây là loại thực phẩm rất dễ chế biến và kết hợp, mang đến hương vị hoàn toàn khác biệt cho món ăn. Đuôi lạ thò ra từ lòng tre, thanh niên tò mò rút ra liền thét lớn, quá kinh khủng. Thanh niên run tay lôi ra cái đuôi lạ, ai ngờ thứ bên trong khiến ai cũng sửng sốt. Có người còn sợ hãi không tin nổi vào mắt mình. Sau khi ăn xong cơm trưa, anh Hoang đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc liền ra phía sau nhà đi vệ sinh. Bất ngờ, anh phát hiện có một cái đuôi đen dài dưới lồng tre nhà mình. Lúc đầu anh nghĩ rằng đó là con chó nghịch ngợm của nhà hàng xóm đã chui vào chuồng tre. Nhưng sau đó nhận ra có điều gì không đúng, con chó gầy gầy và cao sao có thể chui vào đó được. Vì vậy, anh liền cúi xuống lồng tre để tìm hiểu, và thứ bên trong khiến anh sợ hãi. Sau khi lấy nó ra khỏi chuồng, Hoang toát mồ hôi hột khi phát hiện đó là một con chuột khổng lồ, thậm chí nó còn to hơn một con mèo bình thường. Con chuột này thực sự rất béo, nếu không nhìn kỹ, nhiều người có thể nhầm tưởng đây là một con thỏ xám khổng lồ. Khi được anh Hoang cầm tay túm lên, con chuột vẫn vật lộn liên tục. Vài đứa trẻ chọc nó vài lần bằng một cây gậy, nó ngay lập tức có vẻ giận dữ. Nhiều người trong làng cũng có mặt, họ lấy thước kẻ đo và phát hiện con chuột này dài đến 60cm, đuôi dài 30cm. Tò mò, họ cũng trói con chuột lên cân và biết nó nặng 2,6kg. Họ cảm thấy rằng con chuột này không bình thường nên đã chụp ảnh và tìm kiếm thông tin trên mạng. Hóa ra, con chuột khổng lồ này được gọi là chuột tre, là động vật hoang dã được nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên, tính khí của chuột tre dường như tàn bạo hơn, nó có thể tấn công gà, vịt, ngỗng khi đến gần. Điều này khiến Hoang hoang mang và gia đình không biết phải làm gì. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí. Để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!